Cầu hang tôm được làm từ bê tông đúc với cốt thép, có chiều rộng là 9m và dài 362,4m, bao gồm có 4 nhịp. Cây cầu này được đặt trên 2 mố và 4 trụ, có chiều cao khoảng 70m, được tính từ đáy của sông Đà, với mức kinh phí xây dựng cầu lên tới 235 tỷ đồng. Được mệnh danh là cây cầu bê tông đúc khó thi công nhất ở Việt Nam, vì một phần là chiều cao quá lớn và quá trình vận chuyển xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc rất hiểm trở. Để vận chuyển đá từ Sơn La lên đây xây dựng phải đi tới hàng trăm km. Không những thế, mặt bằng thi công gặp nhiều khó khăn với địa hình vô cùng hiểm trở. Vì vậy, cây cầu này được xây dựng thành công chính là sự tâm huyết của rất nhiều người và có ý nghĩa lớn đối với người dân Tây Bắc. Hiện nay, cây cầu đã trở thành đầu mối giao thông trọng điểm giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, cũng như là niềm tự hào của người dân Tây Bắc. Theo người dân địa phương, khi cây cầu chưa được xây dựng, để di chuyển qua sông phải đi bằng đò. Tuy nhiên, vào mùa nước lũ, nước sông dâng cao và xoáy mạnh, không thể đi lại được. Sở dĩ cầu có tên là hang tôm là do khúc sông này xưa kia có rất nhiều tôm. Cách cầu chừng 50m có một khu vực nước rất mát, tôm từ sông Đà lũ lượt lên đó để đẻ trứng. Cả một khúc sông này dày đặc tôm là tôm, ngày ngày bà con thay nhau lên đó bắt về ăn. Nhưng người dân xung quanh khu vực này thì có tục lệ bất thành văn là mỗi nhà chỉ được bắt chừng một tiếng đồng hồ, rồi nhà khác lại tiếp tục. Trước đây, cầu hang tôm nổi tiếng là Đông Dương đệ nhất cầu và trở thành niềm tự hào của người dân Tây Bắc. Cầu được xây dựng vào cuối năm 1960 cùng với sự trợ giúp của Trung Quốc. Trong quá trình xây dựng, cây cầu đã chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc. Và do địa hình hiểm trở nên mặc dù khởi công từ cuối năm 1960 nhưng mãi tới năm 1973 mới hoàn thành. Sau khi cây cầu đi vào hoạt động thì người dân Lai Châu và Điện Biên đã vô cùng mong đợi và ví cây cầu như là một kỳ quan của Tây Bắc với quy mô hoành tráng. Cầu hang tôm được xây dựng không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực mà còn kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây Bắc. Từ khi cây cầu ra đời đã mang lại hiệu quả rõ rệt, về nông sản hàng hóa tăng hơn nhiều lần so với thời gian trước đó. Không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt giao thông, cầu hang tôm Mường Lay còn giúp thúc đẩy phát triển du lịch với hàng nghìn lượt du khách tham quan hàng năm.